Với cà phê đời sống ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói tới câu chuyện cái răng, cái tóc là góc con người. Và trong suốt cái quá trình trưởng thành của mình thì chúng ta sẽ có những cái thời kỳ phải quan tâm rất là nhiều tới răng miệng. Hồi nhỏ thì là răng sữa, rồi chúng ta phải thay răng này. Rồi đến khi mà chúng ta lớn lên trưởng thành và rất là nhiều tuổi rồi thì nhiều người vẫn gặp những vấn đề về răng, đặc biệt là một câu hỏi liên quan tới răng khôn. Và đa phần thì mọi người hay nói với nhau rằng là nói là răng khôn nhưng mà nó mọc thì không có khôn, mà toàn ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta. Và cái câu chuyện là có nên nhổ răng khôn hay không này, hay là khi mà có chỉ định thì nhiều người vẫn cảm thấy e sợ, thì có lẽ là đó cũng là một điều mà quý vị đều có sự đồng cảm. Và cũng phải chia sẻ thật với quý vị là Vân Anh cũng là một người mà luôn luôn có sự ám ảnh về cái việc là nhổ răng khôn, và đến bây giờ thì cũng chưa có nhổ cái răng khôn nào cả. Nhưng mà cũng rất là may mắn là đến thời điểm tại thì cũng chưa gặp vấn đề gì liên quan đến bị đau răng. Nhưng một lần là có đi chụp, khi mà tiện thể khám răng miệng thì lúc đấy bác sĩ có chụp và bảo là hiện tại thì nó cũng chưa ảnh hưởng tới răng miệng, không gây đau đớn, nhưng nó có xu hướng là nó bị lợi chùm, và nếu như mà mình không mà nhổ sớm thì có thể nó sẽ khiến cái răng của mình ở hàm dưới nó bị xô dần. Đó, lúc đấy thì cũng định nhổ lắm, thế nhưng mà về nhà thì cuối cùng vẫn sợ, sợ là nhổ xong có ảnh hưởng đến ăn uống không này, nhổ xong có ảnh hưởng đến khẩu hình bởi vì mình nói liên tục hay không, hay là có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không. Thì thực sự là ngày hôm nay có lẽ là sẽ được giải đáp thông qua phóng sự của chương trình rồi. Tôi đồng cảm với chị lắm vì tôi cũng chưa nhổ răng khôn. Tôi không biết răng khôn nó nằm ở đâu, nhiều người nói nó là răng số 8 đó. Và số 8 là một số may mắn nha quý vị. Răng khôn cái từ nó cũng là một cái từ rất đẹp, tuy nhiên nó lại gắn với những thứ rất là đau đớn và những trải nghiệm không vui của người ta. Răng khôn như lại làm những hành động rất là ngu. Thế mà có nhớ cái bài hát của Phí Phương Anh, nó có tên là Răng Khôn. Bài hát nó hát như thế này nè: tình đầu như chiếc răng khôn là mình đau. Lúc nào răng khôn nó cũng gắn với những cái trải nghiệm rất là không hay và không đẹp của con người. Nhưng mà có rất là nhiều những cái câu hỏi được đặt ra, làm sao để cho một cái hàm răng của mình đẹp nhất. Thì câu chuyện răng khôn là câu chuyện rất đáng chú ý. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trao đổi về vấn đề này cùng với MC Vũ Hường và bác sĩ Phùng Thị Thu Hà đến từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba, là trưởng khoa răng hàm mặt của bệnh viện này, để cùng cho quý vị và các bạn những tư vấn về việc là răng khôn nằm ở đâu, bao giờ chúng ta cần nhổ và nhổ như nào, thì ở độ tuổi nào thì là hợp lý nhất. Nhưng trước hết hãy cùng đến với một câu chuyện của một người nữ bệnh nhân cũng chia sẻ những cái thứ lo lắng y như chị Vân Anh vậy. Hãy cùng theo dõi. Cô gái này luôn nghĩ răng mình không đều đẹp, bởi vậy để cải thiện tình hình, cô đã có ý định đi niềng răng. Tuy nhiên khi đến thăm khám, bước đầu được chụp X quang, cô mới biết tình trạng xô lệch răng do ảnh hưởng từ những chiếc răng số 8 mọc trong cùng. Trước sự tư vấn của bác sĩ, cô đã vừa nhổ bỏ cả 4 chiếc răng khôn có biểu hiện mọc lệch. Ở răng của tôi thì không bị đau vì nó chưa ảnh hưởng mà. Thế nhưng mà để lâu hơn nữa thì nó sẽ bị đau. Thế nhưng mà nó cũng có một cái tác dụng phụ, đó là cái răng số 8 nó đâm ngang vào cái răng số 7 khiến cho cái hàm nó bị xô lệch, răng mình không được đều, không được đẹp. Mọc răng khôn không có ý nghĩa về chức năng nhai, thậm chí có thể gây xô lệch, mất thẩm mỹ. Không những vậy, nhiều người còn bị những chiếc răng này hành hạ, gây đau đớn do tình trạng mọc ngầm xô lệch. Nhiều bệnh nhân đã được chỉ định nhổ bỏ, bảo vệ sức khỏe hàm răng. Tôi có cái răng khôn thì nó đang bị đâm răng, cái răng số 7. Thì là có hiện tượng là đau, đau nhức dữ dội vào buổi ban đêm. Thường thường là từ 10 giờ cho đến khoảng rạng sáng ngày hôm sau. Mình cũng tham khảo rất nhiều ở trên mạng rồi, bởi vì là răng nhổ, nếu mà nhổ răng khôn thì là sẽ ảnh hưởng đến các cái biến chứng sau này. Mình cũng cái tâm lý của mình cũng rất là hoang mang. Không những không có ý nghĩa gì đặc biệt mà mọc răng khôn còn gây hàng loạt biến chứng nguy hiểm. Tuy nhiên nhiều người quan niệm răng khôn không tự nhiên mà mọc nên không nên nhổ bỏ, hay thậm chí lo ngại những ảnh hưởng tới sức khỏe sau khi nhổ. Tuy nhiên theo các chuyên gia, tình trạng sâu răng số 8 nên điều trị càng sớm càng tốt để không tác động xấu đến sức khỏe răng miệng về sau. Vâng, xin chào bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Bác sĩ thân mến, câu hỏi đầu tiên mà chương trình muốn gửi tới bác sĩ: bản thân Vũ Hường và những người xung quanh đã từng phải chịu rất nhiều những đau đớn do răng khôn mang lại. Vậy thì nguyên do đâu thưa bác sĩ? Răng khôn thì như tôi đã giới thiệu là cái răng mọc muộn nhất ở trên khung hàm. Thì vào cái giai đoạn là ở người gần độ tuổi trưởng thành thường hay bị thiếu cái không gian để mọc. Vì vậy trong quá trình mọc răng khôn thì gây ra rất nhiều các biến chứng khác nhau, như là răng mọc kẹt, răng mọc lệch, và những cái biến chứng thông thường mà hay gặp trong quá trình mọc răng khôn, ví dụ như là viêm quanh thân răng khôn thì có cái biểu hiện là có thể lợi bị viêm, sưng, đau, có những triệu chứng toàn thân như có thể gây sốt, ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân. Quả thực trái ngược với tên gọi, răng khôn mang lại khá nhiều những phiền phức, tuy nhiên rất nhiều người lại sợ nhổ chúng. Vậy bác sĩ có thể cho biết có phải trường hợp nào cũng phải nhổ răng khôn không ạ? Không phải tất cả các trường hợp răng khôn đều phải nhổ. Những cái răng khôn mà mọc thẳng, không bị thiếu chỗ, bệnh nhân có thể dễ dàng vệ sinh răng miệng và không gây ra những biến chứng.
là những răng có thể không cần phải nhổ, hoặc là những bệnh nhân mà có những bệnh lý toàn thân mà việc nhổ răng khôn có thể cần phải trì hoãn. Đôi khi một số trường hợp răng khôn mọc ở cái vị trí mà liên quan rất gần với những cái vị trí giải phẫu, ví dụ như là răng hàm trên hay là ống dẫn khí răng dưới, thì quá trình việc nhổ răng khôn cũng cần phải có sự chuẩn bị, đôi khi cũng phải trì hoãn. Với những người đã được chỉ định nhổ nhưng vẫn còn băn khoăn sợ hãi, vậy thì nếu mà để quá lâu thì có tốt không thưa bác sĩ? Khi mà răng số 8, răng khôn mà mọc lệch, có biến chứng lợi chùm thì sẽ gây ra từng đợt viêm mãn tính túi quanh răng khôn do cái việc dắt thức ăn vào trong vào niêm mạc lợi và khó khăn trong việc vệ sinh răng miệng, và như vậy thì bệnh nhân cứ sẽ có từng đợt bị viêm nhiễm viêm lợi và gây sưng nề, gây đau, và thậm chí là nặng nề hơn thì có thể gây ra hạn chế há miệng. Những cái răng khôn mọc lệch có thể gây ra những cái việc khó vệ sinh răng miệng ngay cả khi mà bệnh nhân chúng ta đã sử dụng các biện pháp vệ sinh răng miệng như là sử dụng chỉ tơ nha khoa, vệ sinh răng miệng ngay sau khi ăn, hay là sử dụng bàn chải kẽ hoặc là vệ sinh tăm nước. Tuy nhiên ở cái vị trí góc hàm đó thì thông thường thì rất là khó vệ sinh và vẫn gây ra cái hiện tượng là sâu răng. Thì sâu răng có thể gây ra răng số 8 hoặc là gây ra sâu răng số 7. Và khi sâu răng tiến triển thì lâu ngày thì cũng có thể gây ra viêm tủy và gây ra đau đớn cho bệnh nhân, và đôi khi phát sinh thêm những cái việc điều trị chữa tủy răng số 7. Trong một số trường hợp đặc biệt thì răng khôn có thể gây ra những biến chứng bệnh toàn thân, ví dụ như là nhiễm trùng đường huyết trên những bệnh nhân có những biến chứng nền, bệnh lý nền, thì việc điều trị như vậy thì cũng sẽ gây ra những cái biến chứng điều trị can thiệp và điều trị rất là sâu. Thực tế là có rất nhiều người lo sợ những biến chứng khi nhổ răng khôn, vậy điều này có đúng không thưa bác sĩ? Khi mà chúng ta thực hiện bất kỳ một cái thủ thuật nào trên con người nói chung và việc nhổ răng khôn nói riêng thì đều có những cái nguy cơ xảy ra. Tuy nhiên thì với trình độ khoa học, với những hiểu biết sâu rộng, ngày càng sâu rộng của về khoa học kỹ thuật, cũng như là những tiến bộ về máy móc trang thiết bị, cũng như là vật liệu, thì cái việc và đặc biệt là những cái trình độ của bác sĩ, thì cái việc nhổ răng khôn thì chúng ta cũng không nên quá lo ngại. Thêm một câu hỏi nữa mà rất nhiều khán giả mong bác sĩ giải đáp, đó là thời điểm nào thì nhổ răng khôn tốt nhất? Thời điểm nhổ răng khôn tốt nhất là vào độ tuổi từ 18 đến 25 tuổi. Khi mà trong độ tuổi từ 18 đến 25 tuổi thì khoảng sáng giữa chân răng, dây chằng chân răng nó vẫn còn nhiều, hoặc là xương bệnh nhân nó không bị không quá đặc, và các vùng xương, các cấu trúc giải phẫu của xung quanh của bệnh nhân xương, ví dụ như xương không bị cứng hoặc là đặc hơn. Sau 35 tuổi thì thông thường thì đậm độ của xương nó sẽ đặc hơn, và như vậy sẽ cũng là một cái nguyên nhân gây ra một cái độ khó của răng khôn. Cái thứ hai nghĩa là khi mà chúng ta tuổi còn trẻ thì chúng ta biết là cái các yếu tố toàn thân của chúng ta là rất là khỏe mạnh, đúng không ạ? Chưa phát hoặc là chúng ta chưa phát sinh thêm những cái bệnh lý toàn thân khác, ví dụ như là tiểu đường, huyết áp, thì những cái bệnh lý đó khi mà chúng ta bị mắc thì cũng là yếu tố cần phải xem xét trong quá trình nhổ răng khôn. Và khi mà chúng ta ở độ tuổi trẻ hơn thì lúc mà chân răng mới hình thành 2/3 chân răng thôi thì việc nhổ răng cũng rất dễ dàng và không ảnh hưởng đến cái việc phải chia chân hay nhổ răng. Ngoài ra thì khi mà chúng ta còn trẻ thì nhổ răng khôn thì các yếu tố toàn thân, quá trình hậu phẫu, ví dụ quá trình lành thương và quá trình hậu phẫu sau nhổ răng thì chúng ta sẽ phục hồi sẽ nhanh hơn so với là những người độ tuổi trên 35 tuổi. Bác sĩ có những lưu ý gì cho những người trước, sau và đang có ý định nhổ răng khôn thưa bác sĩ? Trước khi nhổ răng khôn thì chúng ta cũng phải đến thăm khám, đến bác sĩ để được bác sĩ cho thăm khám và tư vấn dựa trên các xét nghiệm và chụp phim để bác sĩ có thể tư vấn chúng ta cần phải chuẩn bị gì trước cái ngày nhổ răng. Ví dụ như là chúng ta trước ngày nhổ răng thì chúng ta không nên quá lo lắng, chúng ta nên đi ngủ sớm hơn so với ngày thường và chúng ta bồi dưỡng sức khỏe, chuẩn bị sức khỏe trước và tinh thần trước khi ngày nhổ răng. Trước không nhổ răng chúng ta có thể đi ngủ sớm hơn, và buổi sáng trước khi nhổ răng thì chúng ta có thể uống cái kháng sinh dự phòng và cái viên giảm đau trước 30 phút trước khi nhổ răng. Trong và sau khi nhổ răng thì chúng ta cũng lưu ý về những cái hướng dẫn mà các bác sĩ cũng như điều dưỡng sẽ tư vấn chúng ta theo dõi sau khi quá trình nhổ răng. Xin cảm ơn bác sĩ về cuộc trò chuyện ngày hôm nay.